Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách làm dưa bắp cải nhé. Như các bạn nhìn thấy thành phẩm dưa bắp cải ở đây rất là ngon đúng không ạ? Đây là dưa bắp cải sau một ngày của mình. Có rất là nhiều cách muối dưa khác nhau, tuy nhiên thì với cách dưa của muối của mình rất là đơn giản, mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có những thêm một cái thực đơn nữa trong gia đình nhà mình. Và đây là dưa sau đến ngày thứ hai. Dưa rất là vàng, đúng không ạ? Thường thì có những người lại thích ăn dưa từ ngày đầu và có người thì thích ăn dưa từ ngày hai. Với cách làm của mình đảm bảo rất là thành công và dưa rất là ngon. Các bạn nhìn thấy rất là ngon như thế này. Và bây giờ để thực hiện thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Nguyên liệu đầu tiên đó là bắp cải. Bây giờ mới đang bắt đầu vào mùa bắp cải nên là các bạn có thể làm dưa này cho gia đình ăn. Thì ở đây là bắp cải đầu mùa, đây là loại bắp cải dày. Còn bình thường đến mùa thì chúng ta sẽ có loại bắp cải ta, nó sẽ mềm hơn. Tiếp đến là cà rốt. Một củ cà rốt này trong tủ lạnh là không được tươi lắm. Rau răm. Đây là vài lá rau răm như thế này. Các bạn có thích ăn nhiều mùi rau răm thì các bạn có thể cho nhiều hơn nhé. Và bây giờ còn thêm vài gia vị nữa. Đây là muối hạt. Đây là đường. Đường cát trắng. Các bạn có thể sử dụng đường vàng cũng được. Và không thể thiếu một chiếc lọ sạch để đựng. Như vậy là với những cái nguyên liệu rất là đơn giản phải không ạ? Rất là dễ kiếm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị công đoạn thực hiện. Bây giờ tất cả những cái nguyên liệu rất là dễ kiếm như thế này rồi thì bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ sơ chế cái bắp cải này. Vào mùa này thì rất là nhiều loại rau đúng không ạ? Su hào, bắp cải, súp lơ, su su, rất là nhiều món ngon, nhiều từ rau mà các bạn có thể chế biến cho gia đình. Và với để làm dưa thì với những cái lá già như thế này thì các bạn có thể rửa trước, sau chúng đó chúng ta thái. Ở đây thì mình sẽ làm nửa cái bắp cải nhé. Đây, cái này thì mình sẽ đi rửa. Bởi vì những cái lá ở ngoài thì thường là sẽ bám nhiều bụi và bùn đất hơn, thì các bạn sẽ rửa trước khi thái để lát nữa thì chúng ta có rửa lại thì nó sẽ nhanh sạch và không bị bám bụi đất. Các bạn cũng có thể thái bằng tay mà không cần dùng thớt, tuy nhiên thì tay mình hơi yếu nên là mình sẽ phải dùng thớt để mình thái. Các bạn nào khéo tay hơn thì có thể thái nhỏ hơn một chút. Tuy nhiên thì mình thái làm dưa thì mình thái như này là được rồi. Nếu như có thời gian thì mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn cách làm cuốn bắp cải thịt để hấp ấy. Tự nhiên không biết nhớ gọi cái món đấy là món gì. Và đây là rau sau khi các bạn đã thái xong thì chúng ta sẽ rửa sạch và để ráo nước để chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo. Các bạn rửa sạch nhé, nếu như bạn nào cẩn thận thì chúng ta có thể ngâm qua một nước muối. Đây là rau sau khi các bạn đã rửa sạch và để ráo nước. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị những cái nguyên liệu kia. Cà rốt thì mình đã vặt vỏ rửa sạch và rau răm thì mình cũng đã rửa sạch rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ mix các cái nguyên liệu này vào với nhau. Vì cà rốt và bắp cải đều bắp cải thì rất là nhanh chín, nhanh chua nên các bạn phải lạo nhỏ sợi cà rốt ra để chúng chua cùng nhau.
Rau răm thì các bạn rửa sạch, chúng ta cắt qua, lấy kéo cắt qua vài lát. Bây giờ thì các bạn sẽ trộn đều và chúng ta để đây để chúng ta sẽ chuẩn bị nước dưa. Chúng ta sẽ cho tất cả những cái nguyên liệu đã chuẩn bị xong vào lọ. Đây, tất cả các nguyên liệu đã để vào đây rồi thì bây giờ cái phần nước dưa ấy, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình nước ấm nhé. Ở đây thì mình sẽ, đây là nước lọc này. Cẩn thận, các bạn nên dùng nước đun sôi để nguội, sau đó hoặc là các bạn đun sôi nước và chúng ta để ấm, hoặc là các bạn dùng nước sôi để nguội pha với nước sôi khoảng có thể từ 50-50, có nghĩa là hoặc là hai sôi một lạnh. Thì như vậy vì mùa này đông, mùa đông nên là chúng ta phải cho nước ấm như vậy thì dưa phải nhanh chua và ngon. Với khoảng nửa lít nước thì các bạn cho mình khoảng 1 thìa muối. Và cũng từ nửa đến 1 thìa đường để cho dưa được nhanh chua và có màu vàng đẹp. Tuy nhiên thì các bạn cũng không nên cho quá nhiều đường vì khi làm cho nước dưa nó dễ bị nhớt. Và chúng ta sẽ đổ hết nước dưa để ngập phần dưa này. Nếu như các bạn có thể có cái gì chèn hoặc là không thì chúng ta để thì chúng ta đậy đến 1 đến 2 hôm là chúng ta ăn được rồi. Và đây là thành phẩm dưa sau 1 ngày của mình nhé. Có nhiều người thích ăn chua dưa như thế này bởi vì dưa bắp cải để chúng ta có thể ăn sổi được. Khi ăn ngày thứ nhất như thế này rất ngon và nó có vị mát. Đấy, như vậy là với cách làm rất là đơn giản và với công thức muối của mình thì mình không hề dùng giấm nhé. Bây giờ thì các bạn có thể ăn chấm một chút nước mắm. Rất là ngon phải không ạ? Còn nếu như bạn nào mà thích ăn dưa chua hơn thì đây là dưa sau ngày thứ hai của mình đã sắp hết rồi, chỉ còn một chút như thế này nữa thôi. Dưa đã rất vàng và rất là ngon và mình hy vọng rằng cái chia sẻ của mình có thể giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Hãy ấn like, đăng ký và chia sẻ kênh giúp mình nhé. Và mình hy vọng rằng mình có thể chia sẻ với các bạn nhiều hơn những cái món ăn nữa. Và cảm ơn và xin chào các bạn.